Ok thì hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Khoa Đi Cây. Gần đây thì Gà Rán đã tặng cho mình một gói kim cương sáng tư. Và preview qua thì nó có những cái mùa thẻ cũng như là cái thẻ như thế này. Mình cũng mới nhận và mình cũng chưa mở. Và video này thì mình cùng mình review thử xem là một cái gói với giá 1200 FC có thể mở ra được những cái gì. Ok nha, bắt đầu intro nhá. Rồi thì đầu tiên mà mình đã nhận ra được, mình đã nhận thì mình sẽ nhận sẵn cái 1 tỷ BP đây. Đây. Rồi có ngay cho 1 tỷ BP thì lúc nãy của mình là 6 tỷ 1 thì bây giờ mình đã lên được 7 tỷ 1 rồi. Và mình nhìn Star Point này. Ok. Mở từ những cái bình thường trước nhỉ. Đây. Gì đây? 19 à. Otamendi có một gói 22 TI này, 21. Đây, thử qua gói này đi. Gói BTB Cap 21 UCL ABS 103 3 đến 5. Ui thủ môn ạ. Chile. Gói 22 Totti Nomini. Trước khi mà sang tháng nó sẽ limit lại. Chạy số 9 ST Suarez. Ok được. Cũng được. Với lại 22 Totti Nomini này. Xem được con gì đây. Nomini rồi. Đức. CB Hummel à. Đúng luôn. Đây là over 103. Xem được cái gì. Toàn ra một cáp ạ. Số 10 Chile Sanchez à. À nhầm. Không phải Chile, mình nhầm. Quên bố Dusan Tadic. Xem cái này được nốt cái gì nữa nào. Liverpool Joe Matip. Matip 21 UCL. Ok. Con này có khi giữ lại nhưng mà mới có tăng thêm chỉ số nào không. Ui thủ môn. À không phải, Villarreal ạ. Sierra Moreno. Hay Villarreal thì gần như đã bị loại rồi. Được Benzema thì đẹp. Vẫn Villarreal. Ôi trời ơi. Danjuma. Chạy nhanh nhanh phết nhỉ. Rồi thì bây giờ mình sẽ mua thử cái gói tích lũy tháng 4 này xem. Cái hộp tích lũy tháng 4 đúng hơn. Đây, lấy cái này ok hơn. Vật phẩm có thể nhận. Hy vọng không phải cái thẻ. Ok.
Lại thêm được 1 tỷ nữa nhỉ. Mình còn 10 cái nữa thì mở được nốt cái này. Hết. Ok. TP. Oh, Totti. Fabinho rồi. Cộng 3. Mini ạ. Mình nhìn cứ tưởng là Totti Real. Tổng quan lại thì mình cái một cái gói 1200 FC đấy thì rồi thì tổng quan lại thì đâu đó mình tính xong thì nó cũng đâu đó khoảng 7 tỷ chưa thuế. Cộng tất cả mấy con mình mở ra được rồi và cộng thêm 2 tỷ 2 mà BP mà mình mở mấy cái hộp quà tích lũy cũng như là nó cho sẵn nữa thì thu về được khoảng 9 tỷ 2. Thì nếu mà mình bán đi thế này chưa có bán cầu thủ và chưa thuế, trừ thuế thì các thứ được khoảng 9 tỷ 2. Còn trừ đi thì nó đâu đó khoảng 6 tỷ rưỡi thôi. Cộng ép VIP các thứ vào thì nên là khoảng 6 tỷ rưỡi. Hoặc là nếu mà cộng thêm coupon các thứ nữa thì nó khoảng 7 tỷ. Nếu mà cộng thêm mấy cái phiếu giảm giá 30% ấy thì đâu đó khoảng 7 tỷ. Thì 1200 FC thì thu về tầm khoảng 7 tỷ nếu mà bán hết cầu thủ ở trong lúc này đi. Có vẻ là khá ok đấy chứ không phải ấy đâu. Thì vừa rồi là mình review thử cái gói được gà rán tặng, gói kim cương tháng 4, có lẽ là cuối tháng rồi mà mình mới nhận được cái này thì hơi muộn. Rồi thì đây gói này, chính xác là gói này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình và thấy thích thì đừng quên để lại cho mình một like, một sub mình có thêm động lực để tiếp video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.